Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, cây xanh được coi như là một người bạn thân thiết đối với khoảng không gian sống của mỗi con người trong cái xã hội hiện đại. Ngày nay thì những chậu cây xanh tươi mát không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, tăng cái tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn thêm phần sinh động và ấn tượng, mà nó còn đóng góp một cái vai trò quan trọng về tổng thể phong thủy của toàn bộ ngôi nhà của các bạn. Tuy nhiên thì hiếm người biết rằng không phải bất cứ các loại cây nào cũng mang cái ý nghĩa tốt lành và mang lại cái sự may mắn cho cái mái ấm gia đình. Thậm chí có một số loại cây còn chứa nhiều cái độc tố gây nên cái nguy hại đến sức khỏe cũng như là tính mạng của mọi người trong gia đình. Trồng các loại cây kể trên thì chẳng khác nào các bạn đang tự rước lấy cái xui xẻo vào thân, tai họa thì ập đến bất cứ lúc nào không hay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem đó là những loại cây nào để tránh càng xa càng tốt. Chặt ngay nếu mà có cây này ở trong nhà kẻo rước họa vào thân, tiền bạc đội nó ra đi. Thứ nhất, cây vạn thiên thanh chứa nhiều độc tố, cấm trồng ở trong nhà. Theo thông tin được chia sẻ trên cái mạng xã hội trong thời gian vừa qua, thì tại tỉnh Hải Dương có một người mẹ có một cô con gái nhỏ 4 tuổi đã phải lên mạng xã hội viết cái bài cảnh báo về loại cây vạn thiên thanh vì có chứa nhiều độc tố, tuyệt đối không nên trồng trong nhà. Nội dung của bài cảnh báo này chính là người mẹ nhìn thấy con gái chạy lại về phía mình, khóc nức nở và không nói được. Người mẹ kiểm tra thì không thấy cái vết bầm tím nào trên người, và trên tay bé chỉ cầm vài cái lá của cái cây chậu cây cảnh mà cô vừa mới mua chiều hôm qua. Đấy, người mẹ đã phạm phải một cái sai lầm nguy hiểm, đó là chỉ chọn nhầm loại cây có độc tố để trồng trong nhà. Cô bé do không biết nên là ăn nhầm phải lá và bị ngộ độc cấp tính. Vậy nên các bạn cần phải tuyệt đối đừng có nhầm lẫn cây vạn thiên thanh với cây vạn niên thanh. Đây là hai loại cây tuy có hình dáng giống nhau, nhưng mà đặc tính và lợi ích của các loại cây này thì lại gì khác nhau một trời một vực. Trong khi vạn thiên thanh là một loại cây mà tránh trồng trong nhà bởi cái độc tố của nó rất nguy hiểm, thì cây vạn niên thanh hay là còn gọi là cây chầu bà ấy, thì được xem là một trong loại cây phong thủy rước lộc vào nhà và cực kỳ tốt. Mọi người thường vô tình chọn cái cây vạn thiên thanh ấy làm cây trồng trong nhà vì tán lá của nó lớn và màu sắc khá là hấp dẫn, khá đẹp. Lá có màu xanh thì lá cây với cái màu vàng nhạt hoặc là màu kem ấy được sắp xếp theo một cái nhiều kiểu khác nhau. Thế nhưng trong phong thủy, những loại cây mà có tán lá quá lớn đặt trong nhà thì được xem là một cái điềm báo không tốt cho cả gia đình, sẽ làm suy yếu cái năng lượng dương. Thêm một cái lý do mà khiến cây vạn thiên thanh trở thành một cây không nên trồng trong nhà là cái nhựa của cây ấy, nếu ăn phải thì dễ khiến cho lưỡi bị gì bỏng và sưng lên, đủ để chặn không khí đến cuống họng. Nó có thể gây tử vong cho cả người và vật nuôi nếu mà ăn phải với cái số lượng lớn. Đó là loài cây đầu tiên chúng ta không nên trồng trong nhà. Còn loài cây thứ hai mà cấm kỵ trồng trong nhà đó là cây trúc đào. Thì không thể phủ nhận rằng cái cây trúc đào mang cái vẻ đẹp bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, nhưng nó lại nằm trong cái danh sách cây không nên trồng ở trong nhà bởi chúng cực kỳ độc ngay cả với cái số lượng nhỏ. Đây là loài cây bụi thường được trồng cả ở ngoài trời và trong nhà, và chúng sở hữu những cái bông hoa màu hồng, màu đỏ, màu tím hoặc màu trắng rất là đẹp mắt. Thế nhưng những cái bông hoa này lại chứa những cái độc tố. Ngay cả mật hoa của cây trúc đào và mật ong làm từ cái hoa này thì cũng chứa một lượng độc tố nhất định và nguy hiểm. Do đó, đây là loại cây mà bạn không nên chạm vào hoặc không nên ngửi, bởi những cái chất độc trong hoa có thể khiến cho bạn gặp những cái triệu chứng ngộ độc. Nếu nghiêm trọng hơn thì có thể khiến bạn hôn mê và gì bị đau tim dẫn đến tử vong. Thứ ba, cấm kỵ trồng cây dâu tằm mang cái ý nghĩa là tăng tóc. Khi muốn tăng cường cái năng lượng dương và các yếu tố về tích cực trong ngôi nhà thì nhiều người thường chọn cây ăn quả và đặt ở cái hướng cửa sổ hoặc là trước nhà. Thế nhưng có một loại cây ăn quả mà các bạn không nên trồng ở trước cửa nhà, đó chính là cây dâu tằm. Dâu tằm là cái đại diện cho sự mất mát, đại diện cho sự đau thương, vì theo tiếng Hán thì cây dâu tằm có ý nghĩa là tang. Vì vậy, tốt nhất là các bạn nên tránh các loại cây này nếu các bạn không muốn rước cái bệnh tật vào nhà và cả gia đình, hoặc là gì, cả gia đình gặp những điều không may mắn. Loại cây thứ tư cấm kỵ trồng trong nhà đó là cây xương rồng. Thì bật mí với các bạn rằng cây xương rồng là một trong những loại cây phổ biến nhất được nhiều người ưa thích, vì nó có sức sống dẻo dai và dễ trồng. Nó cũng có thể sống sót mà không cần tưới nước trong một khoảng thời gian dài, vì vậy không mất nhiều cái công sức để chăm sóc. Mặc dù vẻ bề ngoài của cây xương rồng không đẹp, nhưng nó lại mang một cái cảm giác độc đáo và vẻ đẹp lạ đối với những người yêu thích cây xương rồng. Thế nhưng trong phong thủy ấy, thì xương rồng lại được xem là một trong loại cây mà không nên trồng trong nhà. Các khu vực quan trọng nhất trong nhà có thể ảnh hưởng đến cái gia đình, đó chính là phòng khách và phòng ngủ. Vì vậy, nếu mà cây xương rồng được đặt ở hai cái khu vực này, nó sẽ tạo ra những cái năng lượng xấu, sẽ mang lại cái sự tranh chấp, sự hiểu lầm gây ra bởi những tin đồn và làm cho mối quan hệ vợ chồng, con cái cũng như mọi người trong gia đình thì ngày càng tồi tệ. Thứ năm là cây lễ hổ chứa nhiều độc tố và mang cái ý nghĩa phong thủy cực xấu. Bạn có biết rằng cái cây lễ hổ là một trong loại cây lá cao và dễ nhìn,
Chúng có thể giúp điều chỉnh cái độ ẩm trong nhà của bạn và giúp làm sạch không khí. Hiện nay thì có khoảng 70 giống cây lưỡi hổ với cái hình dạng, hoa văn và lá hoặc là màu sắc nó khác nhau. Thế nhưng tất cả các bộ phận của cây lưỡi hổ đều chứa cái độc tố nhờ cái sự hiện diện của chất gì? Saponin. Điều này có thể gây ra sự khó chịu cho đường tiêu hóa cũng như buồn nôn, nôn và tiêu chảy ở người hoặc là vật nuôi. Mặc dù các triệu chứng này thì thường nhẹ hơn nhiều. Lý do mà khiến cho cây lưỡi hổ là một loại cây mà không nên trồng trong nhà là vì chúng sinh ra tạo ra những hung khí nên là không phù hợp đặt chúng ở trong nhà. Vì sẽ dễ khiến cho gia đình bị lao đao, bị chao đảo. Mọi chuyện thì sẽ không được thuận buồm xuôi gió. Mặc dù cây lưỡi hổ trồng trong nhà thì cũng không cần ánh sáng, vừa dễ trồng lại vừa sống được lâu. Thế nhưng nếu mà bạn có ý định trồng chúng thì tốt nhất nên đặt chúng ở cái ngoài ban công, sau vườn để tránh chúng mang nhiều cái âm khí vào nhà và tránh hiện tượng ngộ độc thực phẩm. Đó là những loại cây mà kiêng kỵ tránh trồng trong nhà. Quý vị thân mến, trên đây là những loại cây chứa nhiều độc tố và mang cái ý nghĩa phong thủy xui xẻo mà các bạn tuyệt đối tránh, không nên trồng, kẻo rước lại cái tai họa cho cả gia đình. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng vì vậy mà vội đánh giá xấu về cái công dụng của các loại cây xanh. Bởi cái phần tiếp theo của chương trình ấy thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại cây cảnh phù hợp, nó thúc đẩy cái tài vận và nâng cao cái vượng khí của ngôi nhà các bạn để tiền bạc nó ùn ùn kéo đến như lũ. Đứng ở vị trí đầu tiên là cây phát tài, cây thiết mộc lan, loại cây may mắn đầu tiên mà tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Cây phát tài hay là cây thiết mộc lan thì được biết đến với cái ý nghĩa phong thủy là phát tài, mang đến cái tài lộc, mang đến cái may mắn và là cái biểu tượng của sự thành công. Sắc xanh vàng của lá cùng với cái sức sống bền bỉ của cây sẽ đem lại cái sinh khí cho cái căn phòng của bạn. Cây phát tài thích nghi tốt nhất với cái điều kiện ánh sáng và độ ẩm phù hợp trong nhà. Với dáng đứng thẳng, cành lá có phần gọn gàng, cây phát tài thích hợp ở các vị trí góc phòng khách hoặc là gì, đặt dọc cái lối hành lang, lối đi trong nhà. Thứ hai là cây kim tiền, nó vượng vận về cái sự giàu sang. Cây kim tiền được phân tích đầy đủ các yếu tố phong thủy. Cây là mộc, trồng dưới đất là thổ, nước tưới là gì, là thủy. Chậu trồng cây hoặc bình thủy sinh là kim. Lá cây kim tiền thì có viền xanh tròn và mọng nước, đầy sức sống, mang tính âm phù hợp với cái kiến trúc hiện đại, đầy góc cạnh tính dương. Từ đó nó sẽ điều hòa và cân bằng âm dương. Chính vì cái lý do này mà cây kim tiền được đánh giá là cái loại cây phong thủy mang lại cái tài lộc, mang lại cái sự thịnh vượng, mang lại cái sự giàu sang và sức khỏe cho gia chủ. Đặc biệt là khi hoa kim tiền nở thì gia chủ lại càng đắc tài đắc lộc. Thứ ba là cây ngọc bích, mang lại cái sức khỏe và may mắn. Cây ngọc bích hay còn gọi là cây hoàng kim ngọc diệp hay là gì, cây lá ngọc cành vàng, thì cây có nhiều cái tên gọi mỹ miều như vậy bởi những cái chiếc lá của nó có màu xanh ngọc bích, hình tròn như cái đồng tiền. Rìa lá vàng mọng nước mang cái nghĩa phong thủy rất lớn. Cành lá ngọc bích thì tượng trưng cho tiền bạc. Khi mà hoa nở thì biểu tượng cho sự phú quý và giàu sang. Theo ngũ hành, lá ngọc cành vàng thì thuộc hành kim, rất phù hợp với hướng tây hoặc là hướng tây bắc. Cây ngọc bích còn có cái tác dụng là chiêu tài nên cũng rất phù hợp khi mà đặt ở chỗ máy đếm tiền trên bàn lễ tân hoặc là trên bàn thu ngân hoặc là quầy đoán rước vân vân, hoặc là đặt trước cửa hàng lối ra vào để kích hoạt cái năng lượng về tài lộc. Lá cây ngọc bích thì có màu xanh mướt quanh năm, còn là cái biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, cho sự trường tồn của tuổi trẻ vĩnh hằng. Thứ tư là cây bạch mã hoàng tử, giúp gia chủ thuận buồm xuôi gió. Cây bạch mã hoàng tử nó mang cái vẻ đẹp phong độ, nó đậm chất nam nhi, đúng như cái tên gọi của nó. Nó được nhiều người lựa chọn bởi cái vóc dáng hoàng tộc, cái vẻ đẹp sang trọng và hài hòa. Cây bạch mã hoàng tử cũng được cho là có khả năng là đem đến cái tài lộc, may mắn và sự suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Những người mệnh hỏa hoặc mệnh mộc ấy thì đặc biệt phù hợp với các loại cây này. Các mệnh chủ khác thì cũng không xung khắc, vậy nên là cũng có thể trồng được. Quý vị thân mến, hy vọng là sau khi theo dõi chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã lựa chọn được cho mình một loại cây phù hợp để trồng trong ngôi nhà của mình, giúp gì gia chủ hưng vượng, vạn sự hanh thông. Cùng với đó thì các bạn hãy tránh xa những loại cây độc hại mà tôi đã chia sẻ ở trên để tránh rước lấy cái vận xui và tai họa cho cả gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.